từ những dòng nước tinh khiết trên đỉnh dãy Himalaya. Sông Hằng, con sông dài hơn 2.500 km, mang đậm màu sắc linh thiêng, là cái nôi bồi đắp nên nền văn minh xứ Ấn. Một trong những nền văn minh huyền bí, có chiều sâu tâm linh bậc nhất trên thế giới. Vào thời Đức Phật cách đây 2.600 năm, đồng bằng sông Hằng là nơi hội tụ của nhiều trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị lớn của Ấn Độ. Quá trình tìm đạo, thành đạo và truyền đạo của Đức Phật gắn bó chặt chẽ với sông Hằng. Buddham saranam gacchami. Buddham saranam gacchami. Chảy từ Bắc Ấn qua Bangladesh vào vịnh Bengal, trên lưu vực rộng 1.080.000 km2 của sông Hằng. Trong chiều dài lịch sử, đã hình thành biết bao thành quách. Ngôi thành quan trọng nhất nằm tại đây, thành Varanasi hay Balanai, kinh đô của nước Kashi cổ đại. Ngôi thành nằm cách thủ đô New Delhi ngày nay 799 km bên bờ tả sông Hằng. Đây là thành phố thiêng liêng nhất trong 7 thánh địa Ấn Độ giáo. Lịch sử thiêng liêng ấy cũng gắn liền với lịch sử của Đức Phật. Bài pháp đầu tiên mà Ngài giảng sau khi thành đạo, cách bờ sông này 10 km. Một cách tự nhiên, Varanasi trở thành điểm đến của những người hành hương về đất Phật. Thờ thần mặt trời, biểu tượng của Thượng Đế. Mỗi buổi sáng ở bên phía mặt trời lặn, người ta xoay mặt về phía mặt trời mọc. Bái lại, cầu nguyện thần mặt trời gia hộ cho họ được bình an. Theo quyền tàu học Ấn Độ đó thì thành phố Varanasi, tia mặt trời đầu tiên dọi xuống trái đất này đó là chiếu tại ngay tại Varanasi. Từ cái quãng này đó kéo dài thêm 7 cây số của đường sông thì Varanasi tại khúc này đó là thiêng liêng nhất. Cho nên trong một kiếp người, thế là tín đồ của Đạo Bà La Môn thì người ta phải tìm cơ hội để đến đây ít nhất một lần. Vào thời của Đức Phật, Varanasi với rất nhiều tên gọi khác nhau là trung tâm tôn giáo quan trọng, nơi hội tụ các giáo sĩ, triết gia, học giả người Bà La Môn, giai cấp thống lĩnh về tinh thần ở Ấn Độ. Họ gọi Varanasi là thành phố của thần, thành phố của ánh sáng. Hàng nghìn năm đã trôi qua, hàng triệu người Ấn Độ vẫn tới đây mỗi năm để tiến hành các nghi thức cúng bái và để chờ chết, được thả trôi cho xác theo dòng nước sông Hằng. Nhúng mình lần cuối xuống dòng nước thiêng, thi thể người chết cuốn trong vải liệm được đặt lên trên đống củi và hòa vào với lửa. Đây là nơi hỏa táng thiêng liêng nhất, nằm ở thành phố thiêng liêng nhất, bên bờ sông thiêng liêng nhất thế giới. Người ngoài không được phép tới gần, chỉ có thể quan sát từ xa trên những chiếc thuyền du lịch. Thả cho xác xuống sông Hằng, người Ấn Độ tin rằng người chết đang bước vào một hành trình khác, một hành trình hạnh phúc hơn nhờ sự ban phước của nữ thần sông Hằng. Từ sáng tới tối, ven sông Hằng, các nghi lễ linh thiêng huyền bí không lúc nào ngừng diễn ra, bởi người Ấn Độ giáo tin rằng sông Hằng là vị nữ thần có khả năng tịnh hóa được mọi ô nhiễm của đời sống trần tục. Chỉ cần tin vào nữ thần sông Hằng, tắm nước sông Hằng, thậm chí chỉ cần nhìn thấy con sông cũng có thể tiêu trừ mọi tội lỗi và tiến đến bờ giải thoát. Thank you.
Không tìm thấy lời giải đáp trong niềm tin đó, Sa môn Tất Đạt Đa Cồ Đàm đã tự tìm con đường giải thoát cho riêng mình và trở thành người giác ngộ, khai sinh ra một tôn giáo mới, để lại dấu chân mình cùng những di tích Phật giáo trên khắp miền Bắc Ấn Độ xưa, trong đó có Varanasi, nơi có vườn Lộc Uyển, nơi Đức Phật thuyết giảng bài pháp đầu tiên, vận hành bánh xe chánh pháp. Đây là tháp Chaukundi hay tháp Hạnh Ngộ, đánh dấu cuộc gặp gỡ của Đức Phật với năm anh em tôn giả Kiều Trần Như, những người bạn đồng tu của Phật trước khi thành đạo, nay đang tu tập theo lối khổ hạnh, như rất nhiều tu sĩ tập trung tại Varanasi. Sau khi được nghe Phật giảng bài pháp đầu tiên mang tên Tứ Diệu Đế, giải thích về quy luật của cuộc sống, các vị tu sĩ đã trở thành những bậc A-la-hán đầu tiên. Sau năm anh em Kiều Trần Như, Phật hóa độ cho 55 vị khác, và trong mùa an cư đầu tiên, Ngài cư trú tại vườn Nai, thiết lập nên tăng đoàn, thu hút hàng trăm người tìm đến học hỏi, tu tập. Những lời dạy của Phật không lớn lao xa vời, mà là con đường trung đạo, cân bằng, không ép xác khổ hạnh, mà cũng không hưởng thụ khoái lạc như những gì mà nhiều người thời đó thực hành. Vườn Nai từ đó trở thành thánh địa linh thiêng, đánh dấu nơi dòng pháp giải thoát của Đức Phật bắt đầu tuôn trào, lan truyền đi khắp miền Bắc Ấn Độ, lan truyền ra thế giới, làm rung động tâm thức từ các vị khất sĩ, sa môn, tu hành khổ hạnh, tới vua chúa, thương gia và cả những thường dân nghèo khổ nằm ở bậc dưới cùng của xã hội, những người vẫn đang tìm nguồn giải thoát nơi dòng nước sông Hằng. Một trong những vị vua hùng mạnh nhất của Ấn Độ sau thời của Phật cũng đã rung động tâm thức trước dòng giải thoát của bánh xe chánh pháp. Thống lĩnh được một lãnh thổ rộng lớn, nhưng sau những đoàn quân chinh phạt của Ngài là những biển máu núi xương. Gặp được lời dạy của Đức Phật và nhìn lại sự hung tàn của chính mình, Ngài đã chuyển biến, trở thành một Phật tử thuần thành, một vị hoàng đế toàn tâm toàn ý phục vụ cho hạnh phúc và an lạc của toàn dân. Chiếc trụ đá mà Ngài xác dựng vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên ở vườn Nai, cũng như nhiều di tích Phật giáo khác đã không còn nguyên vẹn. Một phần đã được đưa vào lưu giữ trong Viện Bảo tàng Khảo cổ Sarnath. Nhưng xưa kia đã từng đứng oai nghiêm hùng dũng trên đất Phật, là lời tuyên ngôn của vị vua này về Đức Phật, mà về sau Ấn Độ đã lấy làm biểu tượng trên quốc huy, quốc kỳ của đất nước. Tiếng của Phật rền vang như tiếng sư tử hống, là tiếng nói của bậc đại trí làm chấn động và nghiêng đổ cung ma. Các hiện vật trong Viện Bảo tàng Sarnath khai quật chính tại di tích vườn Nai cho thấy, sau thời Đức Phật, Phật giáo đã phát triển vô cùng thịnh trị cho tới tận thế kỷ 11-12. Hơn 6.800 hiện vật và phù điêu Phật giáo trong bảo tàng này chính là những kiệt tác nghệ thuật khai quật tại vườn Nai, nơi có di tích Phật. Cao Tăng Huyền Trang trong chuyến hành hương chiêm bái vào thế kỷ thứ 7 đã mô tả về một tu viện cao 60 mét, xây dựng kiên cố, mái chùa lợp vàng hình lá xoài. Giữa tu viện là tượng Phật chuyển Pháp Luân to bằng người thật, tổng cộng có tới 1.500 tăng sĩ đang tu học. Tu viện đó ngày nay không còn, cũng như ngôi tháp Dhammajajika được dựng nên để tôn chí xá lợi của Đức Phật sau khi Ngài nhập Niết Bàn. Tương truyền, tòa tháp từng cao 61 mét, cao nhất trong các đại tháp tại Phật tích Ấn Độ. Đáng buồn là tới năm 1974, tòa tháp đã bị phá hủy không thương tiếc. Xá lợi của Đức Phật đã được thả xuống sông Hằng theo phong tục của Ấn Độ giáo. May sao, những người hành hương chiêm bái Phật tích vẫn còn cơ hội để được đến gần với xá lợi khác của Đức Phật trong ngôi chùa này, một trong ba địa điểm ở Ấn Độ
thực sự đang lưu giữ xá lợi của Đức Phật. Chùa Mulagada Kuti là kết quả của công cuộc chấn hưng Phật giáo ở Ấn Độ, bắt đầu diễn ra cuối thế kỷ 19 do Đại Đức Dhammapala người Sri Lanka khởi xướng, được phục dựng theo nguyên mẫu ngôi chùa cổ, theo mô tả của Cao Tăng Huyền Trang. Bức tượng Phật trong chùa là hóa thân của tượng Phật nguyên bản khai quật tại vườn Nai, tượng trong tư thế chuyển pháp luân, uy nghi, đĩnh đạc, siêu thoát. Chiêm ngưỡng tượng dường như thấy được giây phút lịch sử cách đây 2.600 năm, khi Đức Phật thuyết giảng tứ diệu đế cho năm anh em Kiều Trần Như, hình thành nên Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Chùa Hương Tích này đánh dấu bước ngoặt đầu tiên của cuộc truyền bá chân lý của Đức Phật tại vườn Nai. Phật đã độ được 5 anh em Kiều Trần Như trở thành 5 vị thánh A-la-hán, sau đó tiếp tục độ 55 thương gia của nhóm Gia Xá, tạo thành là 60 A-la-hán đầu tiên. Từ đó Đức Phật mới khích lệ tất cả các vị này hãy đi truyền bá chân lý vì phúc lệ, vì an lạc, vì hạnh phúc cho số đông, cho nhân loại và cho toàn thể chúng sinh trên quả địa cầu này. Cùng với các đệ tử đầu tiên của mình, Đức Phật bước vào con đường hoằng hóa kéo dài 45 năm cho tới khi nhập diệt. Ngài đã đi khắp miền Đông Bắc Ấn Độ, tiếp xúc với đủ hạng người, từ sang đến hèn, từ vua chúa đến nông dân, để thuyết giảng về cái đẹp của lòng nhân ái, về sự cần thiết của cuộc sống giản dị, không tham, hận, sân, si. Không cần phải xuất gia để trở thành Phật tử, giáo pháp của Phật là dành cho tất cả mọi người. Chư Phật chỉ là những vị thầy chỉ đường. Phật đã nói như vậy. Con đường của Đức Phật không cầu mong sức mạnh bên ngoài, mà tìm đến với sức mạnh bên trong, hiểu được sự vận hành của vũ trụ, của tự nhiên để tự mình thay đổi cuộc sống.